Cuộc đời mới thấy đó, thoát mất đó, một lời nhắn nhủ trở thành chân lý của người đời. Bình minh thoát đã tan thành hoàng hôn. Nghệ sĩ Ưng Viên đã nghiên cứu và đi sâu vào Phật Pháp, thấu rõ cái vô trước sắc không. Có gì tứ đại mà mong, sắc không ngôn ngữ giữa dòng rùng rơi. Và con người không phải chủ thể cuộc sống của mình, nên ông nhận ra một điều: mười phương giang đức tin này để có được cứu cánh giải khổ hành lạc trên trần thế. Vì vậy mà các khúc nhiệm màu 1 và 2 được ra đời, để lại một chú cảm nhận đạo lý cho đời sau. Trầm lắng réo gọi trời rỉ mau, hương sắc trần ai vàng điểm sầu. Dạy nghĩa 8 thiên bờ đại giác, thoát thấy muôn trắng ánh đào màu. Ba đường sau nẻo đâu xa, lời danh nữa mảnh trăng tà xác xơ. Cuộc đời ví tợ con cờ, vinh vinh nhục nhục một giờ ra đâu. Nắng mai chưa trắng mái đầu, gió tà dương đã bạc màu tóc xanh. hèn chi tuổi già bọt béo quanh quê phù hoa đục mơ nhân ánh canh gà thoáng qua ba đường sau nẻo đâu xa lời danh nữa manh trăng tà xác xơ cuộc đời ví tợ con cờ vinh vinh nhục nhục một giờ gió nắng mai chưa trắng mái đầu gió tà dương đã bạc màu tóc xanh nắng mai chưa trắng mái đầu gió tà dương đã bạc màu tóc xanh gió tà dương đã bạc màu tóc xanh.